Sao? Vụ nhà cháu không kể, con cháu giấu hoài vậy. Giấu cái gì mày? Vụ gái nhà. Con gái gì kể người ta? Mày đừng có nhiều chuyện. Cái thằng giữ vườn kia. Dạ. Mày đứng mày canh ra cái phòng tiểu thư cho tao. Hãy đứa nào á mà nó lẻn nó vào á là mày quất liền. Quất liền không? Rồi bây giờ mày đứng đàng hoàng tử tế, mày nói cho cha nghe, mày lên kinh mày thi cử như thế nào rồi hả Bùi Kiệm? Trời ơi cha ơi, kinh thành có gì đâu mà kể cho cha nghe. Cha muốn nghe thiệt hả? Kể cho tao nghe. Dạ thưa cha. Giữa chốn kinh đô, giữa rừng thơ biển phú, giữa các cậu tú áo xanh áo đỏ áo vàng, giữa các cô nàng áo vàng áo đỏ áo đỏ. Kim Tiến lui ra. Đúng rồi, áo đỏ đi qua bên này mày. Dạ thưa cha. Giữa lúc chốn ngựa xe tấp nập, anh hùng tứ xứ gặp nhau để trổ tài thử sức. Rồi sao? Thì đứng đầu là mày hả? Là Lục Vân Tiên. Thêm hai người nữa còn đây cuối cùng. Ôi chết tao rồi. Cuộc thi tại Quan Kim Sơn, bốc dưới đếm lên còn đây đứng đầu. Cái thằng này thiệt là nói càng. Sao vậy cha? Thì cử gì mà ở cái quan ngăn, mày nói như vậy là cày lên đầu mày. Mặc cho anh hùng đỏ sức, xem mai tài càng đáng danh. Để mình biết trước đàn anh, khỏi phải đùa tranh, khỏi mất công mà học bài. Sách vở có câu sao? Học tài thi mạng. Ờ, cho nên con quyết định rồi. Thà là bây giờ nè, con không thi nè, con không thi nè, con không thi. Còn hơn á, con thi học. Coi vậy là mày thi rớt rồi hả? Mày đừng có làm xấu gia đình, xấu nhà, xấu cửa nha mày. Dòng họ của mình nè, ba đời nay nè, có ai tốt đâu mà cha sợ xấu. Trời đất ơi, trời đánh mày nha mày. Gì đâu đánh, rồi coi như vợ cọp rụng sợi lông nói ha. Cái chuyện nó không quan trọng, cái chuyện quan trọng ở chuyện khác đây nè. Chuyện gì quan trọng mày? Trời đất ơi, nói gì mà ba không hiểu nè. Dạ đúng rồi lão gia ơi. Sao lão gia không coi như cái đợt đi thi này của cậu á cũng trái thêm vài tờ giấy nợ rồi. Đúng rồi. Cũng như con cọp rụng con sợi lông mà. Trời ơi. Thầy cha biết sao không? Con đang tới tuổi tiểu đăng khoa, thì lo gì chuyện đại đăng khoa. Tương lai đó gặp còn xa, chuyện cần lo là lo cưới vợ. Mai ra chừng một đôi năm có cháu trai, cha ẩm cha bồng. Quan trọng là cái nường ở lộn cái gì, cái nàng, cái nàng, cái nàng thì cái nường cái nàng giống vậy. Cái nàng trong đó tên gì vậy cha? Tao nói già này không có nàng nào hết á. Giai nhân đẹp nhất là thằng giữ vườn đó, mày lấy nó đi. Trời ơi, cha nói cái gì vậy cha? Con cậu dê con hả cậu? Trời ơi, tao dê mày là mày phải thối tiền lại cho tao nha mày. Nghĩ sao vậy? Cậu đang muốn hỏi con ở chồng tên gì? Ê, không nói nha mày. Trời đất ơi, ông làm như con nhiều chuyện lắm vậy. Con đâu có rảnh đâu đi kể cậu có chuyện mà nhà mình đã có Kiều Nguyệt Nga. Trời ơi, Kiều Nguyệt Nga, Kiều Nguyệt Nga. Nguyệt ơi, mấy ngày qua mà lòng ta sao xuyên, và lòng dạ của con đang quyên quyến là... Thôi này! Gì vậy cha? Cha cho con biết nàng đi, dắt con vô đi. Tao nói cho mày nghe, cái đó là con gái nuôi của tao. Gì là vậy? Em của mày đó. Hả? Không có được làm bậy nha mày. Bây giờ cha không dắt con vô đúng không? Không mày. Cha nhất định không dắt con vô phải không? Không mày. Con tự dẫn tại đây cho cha vừa lòng à. Cái gì? Con tự dẫn tại đây à? Con bóp ổng con nè. Làm liền đi con. Ừ, thì cử cho mày á. Tao coi như mất mày rồi. Trời đất, tao ra tao coi lính đóng xe nữa. Cha, con bóp ổng con đó cha. Con chết à? Thấy ghét không? Hù chết mà ông không sợ là coi được không? Ngu sao chết? Chết rồi để lại gia tài cho ông hưởng ha không? Mỹ ơi! Gì vậy? Con, chỉ vô khách. Gì vậy mày? Sao mày lúc đầu mày hế? Mày hùng mạnh quá cái mày té sẻ lai đây vậy? Mày,
Cậu ơi, nói thiệt với cậu chứ lão gia bắt canh đi 2 ngày mà chưa ăn chén cơm nào hết cậu ơi. Chắc đói nhăn răng con ha. Dạ đói lắm cậu. Ra đây cậu nói con nghe. Bây giờ nè, mày chạy u lên phòng của cậu á. Lên phòng cậu. Cái mâm cơm rượu thịt mà ông chuẩn bị sẵn cho tao nhập gia đó. Dạ. Cái mày bưng xuống đây. Cái cậu ăn con đứng con nhìn nè. Chưa con nói hết mà. Cái mày bưng cái mâm cơm đó mày chạy thiệt là xa. Chạy thiệt xa. Chạy quất mặt mọi người. Quất mặt mọi người. Quất luôn con mắt của cậu. Quất mắt cậu. Ờ, rồi cái mày đem... Đổ. Đổ vô trong cái miệng của con á con. Đổ. À, ồ, đổ vô miệng con hả? Ờ. Con cũng tính vậy á. Vậy hả? Được. Chuyện đi chứ, chuyện đó con làm gọn lắm. Gọn thì đi liền đó con. Dạ, dạ, dạ. Lẹ nha. Cậu. Ôi ơi, cậu vô chổng là chết con á, lão gia la con cậu ơi. Cậu vô chổng hồi nào? Chứ cậu vô chổng chi? Chứ bây giờ nè, mày đứng đây mày canh gác đúng không? Mà bây giờ mày đi ăn rồi thì ai canh gác cho mày? À là cậu canh giùm con á hả? Ừ, sao? Thì cậu cầm cây gậy cho giống con, lão gia không phát hiện được. Ờ, ờ, ờ. Cậu đứng canh giùm con nha. Đi 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 con. Dạ. Trời ơi trời, sao lại có người, sao lại có người đẹp tuyệt vời như vậy? Ủa tôi đứng đây vậy trời, trốn. Dân tiên hỡi, hình bóng của chàng vẫn mãi ngời sáng trong em, sáng rỡ như ngọc lưu ly, diễm kỳ huyền ảo như trăng mười sao. Thiệt xa chân vào chốn này, như lạc bước giữa sương mù. Lục quân hỡi, chàng có biết năm chờ tháng đợi, chết lần mòn giả heo hôn không? Ngươi là ai? Tên họ quê quán mau nói rõ, bằng không ta sẽ truy hô cho giai nhân trôi đầu đem xuống quyền. Phải đây nè, đây Bùi Kiệm. Bùi Kiệm con của Bùi ông của Bùi gia. Trời đất ơi, tôi nói gì vậy trời? Ý của anh là gia nhân đâu? Đây nói liền. Trời đất ơi, lấy hơi chút xíu. Chớ sợ hãi lo âu vì hoàn cảnh của ta, chẳng có đáng mắng là vì họ Bùi chúng ta cùng mái nhà chung một người cha. Quyết Nga Tại sao mới sợ sợ? Lỗi cũng tại cha mình, ông thường hay giấu giếm nên mới bị như vậy. Lễ đạo nhà nam nữ bất thân. Ý trời đất ơi, sao cái mặt người này tôi thấy quen quen? Có phải chăng người trong bức họa đó chính là Lục Vân Tiên? Sao huynh cũng biết chàng à? Chỗ bạn bè chi thiết thăm giao à, đã là chỗ bạn bè chi thiết thăm giao à. Chắc là huynh biết rõ Hồ Lục bây giờ Hồ Lục bây giờ còn đâu nữa? Lục huynh ơi, tình bằng hữu trăm năm vĩnh kết, nghĩa kim lan mới đó đã đứt dây rồi. Nghe đâu chàng khóc mẹ bỏ thi đó. Thêm bệnh hoạn mù lòa thương tâm. Thôi muội đừng có nói nữa, nói ra rồi huynh đau lòng mắt công linh ốm nữa. Muội hiểu không? Khổ tâm lắm. Đây nè, nói cho muội nghe, chàng đó phải chi mà về được chỗ này có anh em ta cùng nhau chăm sóc. Thằng này quá đau thương vì mẹ mất, lại thêm chốn lạ, tiền mất tận mang, quận chi cùng đàn. Cho nên Lục Vân Tiên đã phóng xuống vách đá tự vẫn rồi. Hốt ngon lành. Trời ơi, châu trắng nõn cái ngà. Cái gì vậy? Trời đất ơi, làm gì la thế vậy? Dạ ra mày. Trời ơi mày ghê vậy hả mày? Tao nói cho mày rồi, đây là con nuôi của tao mà. Cha nè, cha ơi, bây giờ cha không lo vụ này, con cắn lưỡi chết tại chỗ. Trời ơi,
Nguyệt Nga con. Dạ. Ơi, Lục Dân Tiên cũng dân số mãn phần. Đúng rồi. Mà con còn trẻ quá, không lẽ phải chịu qua bụa cả đời sao con? Đó. Thôi thì bây giờ cha tính như vậy, hay là con với thằng Bùi Kiệm kết nghĩa vợ chồng nghe con? Mà sở dĩ cha tính như vậy đó là để muốn che mắt triều đình. Chứ cái chuyện mà con trốn chúa lộn chồng đó con, thì chẳng những một mình con mà cả Kiều Công Lục gia khó toàn tánh mạng nghe con. Cha, con nghe nói Thái sao sư con đã ra tay trù em. Đúng. Kiều Công đã mất chức Thái Thanh. Đúng. Còn mất luôn cái ghế ở huyện Đông Thành rồi. Chính xác. Tội nghiệp Kiều Công bị đày ra Diễn Châu đập đá, khổ ải trăm triệu đó con à. Cha ơi, con trẻ đã liên lụy đến cha. Dạ. Sao con? Con tin như thế nào hả con? Mày đâu? Dạ. Đóng xe ngựa cho lên phủ nghe mày. Dạ, dạ thưa nghĩa phụ. Dạ thưa nghĩa phụ. Sao? Để khỏi nghịch lòng nghĩa phụ, chữ Minh Linh thay bằng nghĩa dâu con. Nhưng vì để xá tan chàng, con xin được trai tê bảy đêm cho hồn chàng siêu thoát. Rồi sau đó sẽ trao thân gửi phận cho họ Bùi. Trời ơi, nói vậy phải đạo quá rồi con ơi. Cha chiều ý con, cha sẽ cho tụi nó chuẩn bị lễ tế trai đàn cho con. Con xin vâng lời cha dạy. Rồi, vào trong đi con à. Ủa vậy? Khổ cha. Khổ cái gì? Cái người biết suy nghĩ mai nói vậy. Đúng ý, mày qua rồi mày muốn cái gì? Ai nói đúng ý? Chứ mày muốn cái gì? Chạy tới người ta 49 ngày như vậy. Trời đất ơi, mày học hành nó kiểu gì vậy cha? Đây nè, nãy người ta nó có 7 ngày thôi. Đây nói 7 ngày, đây kia nói 7 đêm. 7, 49 như vậy nữa. Trời đất ơi, mày học hành vậy mày rất là phải rồi. Sao vậy? Ta xin có 7 ngày, 7 đêm mà mày nói 49 ngày. Thì chứ lại nhiêu? Mày ngu quá. 7 ngày 7 đêm cao lắm có 14 ngày thôi. Ủa vậy có 14 ngày hả? Trời ngu quá mà. Trời, cha thật là khôn ngoan. Mà thấy khôn như tao mới được chứ. Dạ dạ. Thôi dạ. Tao thấy mày thi cử không ổn lắm rồi con à. Nữa hả? Lo tập trung về nhà cưới vợ đi con. Trời ơi, cha mới đúng là số. Bạn làm cho tôi rất là thú vị. Tức là ai nấy cứ tưởng như bạn là kịch nói phải không? Thế nhưng mà khi mà bạn cất lên bằng ca ngũ điểm bài tạ thì tôi thấy cũng rất là cải lương chứ có gì đâu. Con ca con rất là nhà nghề, rất là con của cô Thanh Nga quá đi phải không? Dạ. Quang Nghinh. Và chọn cái vai Bùi Kiệm ở trong một cái vở tuồng kinh điển của cải lương. Phải nói rằng con đã làm việc rất là nghiêm túc. Dạ. Và những người bạn diễn đã hỗ trợ con rất nhiều. Dạ. Cho nên tóm lại là thú vị, dễ thương và chuyên nghiệp. Cảm ơn con. Dạ, cảm ơn con. Nghề chính là kịch hài. Mà giờ hát qua cái bên giọng cổ này mà bắt vô những cái bài bản khó như vậy không có bị đâm hơi là giỏi rồi. Rất là hay nha, khá khen đó. Qua cái vai diễn này thấy diễn xuất rồi ca bên cải lương rất là chững chạc, rồi bắt vô không có bị đâm hơi, rồi diễn xuất một cách thoải mái hơn những tập trước. Khá khen cho tiết mục này. Cảm ơn Linh nhiều nha. Hà Linh cũng rất là dễ thương mà có duyên lắm. Tự nhiên chị thấy nổi trội, nổi bật lên hơn tất cả những cái vai từ đó giờ cưng đóng luôn á. Dạ. Tại sao nó không đi theo cải lương ta? Bởi vì? Sao vậy ta? Dạ. Duyên dáng mà tự tin mà thấy nó hồn nhiên, yeah. Rất hồn nhiên, yeah. Không thấy cứ một cái áp lực gì đối với bạn hết trơn. Chắc là chính vì vậy cho nên là cái duyên nó mới đầy đủ như vậy. Rất là dễ thương lắm. Cảm ơn em. Dạ. Xin được mời số điểm của nghệ sĩ nhân dân Tiến sĩ Bạch Tuyết. Và số điểm của danh ca Thái Châu. Mời.
Thưa quý vị, số điểm của nghệ sĩ Thanh Thủy chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hà Linh. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hà Linh là 9,8. Chúc mừng bạn. Đừng phúc bao tàn, quân ta gia bàn thần chi chúa, đồng kim lớn trong chất nặng nề, phò âu quân chờ ngày phục quốc. Bước nặng nề kiệt sức mòn hơi, chất đành ca môn mang nơi này. Nhưng không còn tánh mạng còn tự hoàng, gắng sức tàn dịp loạt càng qua, chợt đổn nước thanh bình cả. Cầu thiên công chân giam cho lòng, non nước đang bình dẹp loạn càng qua. Trời ơi, trước mặt ta rừng cây dây phủ, sau lưng quân giặc theo hầu, được về sang hầu hãy còn xa, mong tôi bao vây biết tìm đâu lối. Giặc hay được thì tánh mạng khó bảo toàn. Ông quân ơi, nên trời ơi, tôi phải làm sao đây? Nào giờ đâu biết dỗ con trẻ, nên đi ông quân ơi. À, chắc người khác sửa, nhưng giữa rừng già biết tìm người cho bù thêm. Là giọt máu tươi, thay cho bầu xưa đông, cho quân đua đồng chớ cờ. Tiên quân treo họp khắp nơi. Hả? Ông quân, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cho người. Phải chăng là tiếng của khu
khôn linh tá hiền đệ. Phải, đây là khôn linh tá đây. Hiền đệ, hiền đệ, đệ đang ở đâu? Hiền đệ, khôn linh tá. Sợ tâm tình dùng gương chém đầu ta xa thử thác qua. Để nói sao hiền quýnh ơi, về quốc dòng thân rồi. Xã Tắc Sơn Hà, khi tiếng cùng ánh sáng rực rỡ đêm trường, đừng đau thương nén bao căm hờn phức cao đại nghị chờ ngài vinh quang, tiếc chi thân này chẳng có. Sanh dài xa trường, nay thân ta vùi chôn xác thân theo ngàn phương, trần gian có kim lưng người bảo an cơ đồ dình điểm trung ca. Hiền đệ dẫu biết là vì non nước, nhưng nghĩ đến đệ huynh ta vẫn thấy đau lòng. Ta sẽ về sẵn hồ hãy theo hương hồn của đệ và các nghĩa sĩ thương binh sẽ dẫn quân rời khỏi nơi này. Xin đa tạ, hãy theo đệ. Nhìn bóng lên ta đưa hiền quân
hãy cố lên Hiền huynh. Phải rồi. Trông thấy sang hồ thành, ngài thánh bình không xa. Yeah, sang hồ chiến binh mãi mã đã đuổi quân thù, giành lại Giang Sơn. Chú nhìn nơi Hải đó, thấy cái phong cách của Hải ở trên sân khấu mỗi lần xuất hiện là đúng là cái câu mà giữ vững cái ngọn lửa nghề. Con bước lên sân khấu bất cứ một cái vai diễn con cũng hết lòng hết dạ để cho hoàn thành cái vai diễn cho nó tốt. Thì đây là cái cá tính rất tốt cho người nghệ sĩ mà chú thấy nơi con. Bữa nay hát hay lắm, bữa nay cột hơi rất là tốt, hát những cái chữ rất là ấn tượng, nghĩa là mạnh ha, khỏe khoắn. Một cái đúng hợp với là cái vai của con đang diễn. Cảm ơn con. Ngoài cái trang phục và ý nghĩa của cái tuồng tích, tôi còn thấy ghi nhận ở một cái điểm là các bạn trẻ cố gắng hết sức gây một cái sự chú ý để cho mọi người nhìn về cái giá trị cái lương tuồng cổ của Việt Nam. Nó không bao giờ phai nhạt, nó vẫn có một chỗ đứng. Chỗ đứng đó là trong cái sự tâm huyết của bạn, và nó sẽ gửi một cái tín hiệu tốt đến cho tất cả quý vị khán giả. Chúc bạn thành công. Cảm ơn. Tiết mục rất là nghiêm túc, mà con múa đẹp. Cái điều mà cô tin là trong khi làm nghề, con yêu nghề và con chịu khó như thế. Và với một cái vốn nghề nghiệp còn trẻ mà được như vậy, thì sau này con sẽ là một cái hạt nhân rất là tốt để mà con nối ngôi không chỉ người trước mà con lại là người dẫn đường cho cái thế hệ sau con. Đó là cái niềm hạnh phúc và cái sự tự hào khi mà cô có mặt ở trong cái chương trình Sau Nối Ngôi. Và cảm ơn mấy đứa con. Chúng ta hãy cùng đến với số điểm của ban giám khảo. Giám khảo Bạch Tuyết 10. Danh ca Thái Châu là bộ lựa lựa chứ thấy rồi. 10. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải. Xin mời. Số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải là 9,8. Chúc mừng bạn. Thả ta ra. Thả. Các người làm gì ạ? Các người làm gì vậy? Bông ra! Trần Thủ Độ, trả hoàng bào lại cho ta, trả mũ bình thiên lại cho ta. Trần Thủ Độ, Trần Thủ Độ, Trần Thủ Độ. A Di Đà Phật, xin diễn kiến Huệ Quang Đại Sư. Thiếp xin dâng an bệ hạ. Hoàng hậu của ta đó à? Mà không, giờ bà đã là hoàng thái hậu rồi. Bà vừa gọi ta là Huệ Quang Đại Sư lẫn Quý Lệ Huệ Tông Hoàng Đế. Trước đây ngài đã từng là Lý Huệ Tông Hoàng Đế, còn bây giờ ngài là Huệ Quang Đại Sư. Đời là dâu bể thế đó, không ai sẽ mãi là chính mình. Từ trước tới nay, bất kể người đời dị nghĩ bà ra sao, ta vẫn tin bà như tin một vị thánh. Vậy mà
bà cũng chẳng qua chỉ là một con tắc kè đổi màu không hơn không kém. Trước đây bà đã là một cô gái dịu hiền nơi bến Lưu Gia. Hôm nay ta chỉ nhìn thấy bà là một người đàn bà dối trá. Hoàng thượng, thiếp xin người chớ nặng lời. Lòng thiếp còn trong người buộc ta truyền ngôi cho Chiêu Thanh là để dựng lên tấm bình phong lý Chiêu Hoàng cho các người tóm thâu quyền lực. Tội cho con gái nhỏ của ta nào đâu hiểu tâm địa của người đời. Mà hôm nay bà đến đây hẳn là có việc. Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ nhờ thiếp đến nói với người rằng đêm nay vào giờ canh hai là giờ đại ưu. Huệ quan đại sư nên qua ngay trong đêm nay là tốt nhất. Ra là vậy. Linh cữu của người sẽ được đưa ra cổng thành phía nam và hoàng tây phường Yên Hoa. Trời quan, trời chân giáo đâu có gần cảnh thành phía nam. Tường thành sẽ được khoét để đưa linh cữu người ra cho kịp. Và người sẽ làm chuyện ấy một mình. Bà đến đây chỉ để mang cho ta cái tin tốt lành này sao? Không chỉ vậy, dù gì thiếp cũng từng là hoàng hậu của bệ hạ. Không lẽ trước lúc chồng đi xa vợ không sửa soạn đôi lời tiễn biệt hay sao? Tình nghĩa quá. Nào, giờ bà hãy cho ta nghe đôi lời tiễn biệt của bà đi. Như muôn vàng
nàng đã cho ta những tháng ngày đẹp. Khi điều chinh rối ren lúc dần nước thêm nghèo, những bề dấu là chuyện của trời, thời thế xoay dần đảo điên. Bệ hạ ơi, triệu lý tâm đời chúa nối ngôi nhau trị vì thiên hạ. Định đô đất Thăng Long làm nên nghiệp cả cho người sáng nước Nam mồ côi quê hoàng. Những mong gần giống giang sơn hòa giống âu vàng, nhưng dọc đời khác chi dọc sông cuộn sông. Nhưng tại sao các người cứ quyết lòng buộc ta đi vào chỗ chết? Bệ hạ hãy xem vật này. Chiếu cần dương, nhưng chiếu này bệ đâu... hạ đã có những kẻ nhân danh bệ hạ xúi dục chúng dân làm loạn, dẫn chúng nhẹ dạ cả tin sẽ biến cả kinh thành thống lắm qua lệ này trở thành biển ngầu máu đỏ. Và để dẹp tắt cái lò lửa đang ngùn ngụt hận thù kia chỉ còn một cách: Lý Vệ Tông phải chết. Và ngay sau đây, từ một đứa kim hoàng thái hậu, thiếp sẽ trở thành phu nhân của điện tiền chỉ huy sứ họ Trần. Thuận Tiên và Chiêu Thanh cần một nơi nương tựa vững chắc phải không? Phải, vì chỉ có cách đó ba mẹ con thiếp mới có thể sống yên thân. Thiếp tin là Trần Thủ Độ sẽ thương yêu con của bệ hạ như con đẻ của mình. Những gì cần nói thiếp đã nói ra, chỉ mong hoàng thượng hiểu cục diện này là không thể khác. Chỉ mong ngài được thanh thản, thiếp sẽ ngày ngày cầu nguyện cho người được sớm mau siêu thoát. Giờ khắc cuối cùng này, ta muốn có người ở bên cạnh. Không một ai được chứng kiến thời khắc khốc hại này. Còn nàng thiếp,
không thể. Ta xin nàng. Niệm không thể. Vậy thì nàng hãy cùng ta ngâm lại bài thơ mà lần đầu chúng ta gặp nhau tại bên nước Lưu Gia. Lần sau cuối xúc động chưa? Còn chút xíu thôi. Còn chút xíu thôi à? À, hôm nay cảm giác của Huyền Trâm như thế nào? Em vào một cái vai chính kịch, nhất là một nhân vật lịch sử. Cảm giác nó lạ lắm. Mới đầu thì em cũng lo sợ lắm, tại vì mình cũng chưa từng được đóng những quá thân vào những cái vai mà khó khăn như thế này, mà trong khi đó lại là một nhân vật lịch sử. Ai chọn cho em cái vai này? Dạ con. Con nghĩ cái gì khi mà con chọn cái nhân vật này? Tại vì con nghĩ con thương. Thì mà con coi cái... Cô sẽ nói giùm cho con. Cái điều quan trọng là sân khấu của chúng mình đó, chúng ta cho khán giả ngày hôm nay nhìn thấy điều tốt đẹp cũng như là những bi kịch trong quá khứ. Cảm ơn con đã dựng cái tiết mục này hôm nay. Chuyện hôm qua nhưng mà bây giờ vẫn mới tinh khôi, và đó là những ẩn dụ tuyệt vời của nghệ thuật cải lương. Một lần nữa cô cảm ơn con và cảm ơn chương trình Sao Nói Ngôi. Cảm ơn quý vị khán giả. Tôi sợ cái cô này á, đóng vai mà hài hước á, hết tuần rồi cũng cười miết à. Rồi giờ đóng vai bi này hết sợ hết tuần rồi cũng khóc miết. Thì chú chỉ chia sẻ với con như thế này, tuy là con có nghề đó, thực chất con có nghề. Giọng hát rất là tốt, diễn xuất cũng tốt, phải cần có một người thầy. Cô chú thầy cô dẫn dắt con đưa vào một cái quỹ đạo. Mình là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, hài hước cũng phải chuyên nghiệp, bi chính diện cũng phải chuyên nghiệp. Thì cái chương trình Sao Nối Ngôi này đã tạo cho con thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Em thì em có một cái chất giọng rất tốt, rất tốt lắm. Cái hơi của em cao, trong, đầy đủ tố chất của một người nghệ sĩ cải lương. Và chỉ có cái này góp ý nhỏ thôi là em nên phát âm rõ lời một chút. Và tôi thấy em là một người rất là nhạy cảm, mà điều đó rất là cần cho một người nghệ sĩ. Giống như tôi hồi xưa khi tôi đóng vai Lan thì tôi cũng khóc như em vậy đó. Khóc tới nỗi không có buông nhân vật ra được. Tới nỗi là đạo diễn phải biểu là phải ngừng chút xíu đi, ngừng đi để cho cảm xúc nó lắng xuống rồi mới tiếp tục được.
thì tôi thấy em á, tố chất đó là của một người diễn viên mà rất là cần. Nhưng mà đôi khi mình cũng phải biết điều độ một chút xíu. Thì tôi chỉ nhận xét như thế. Riêng cái tiết mục này tôi thấy rất là dễ thương. Xin khen Quyền Trâm trong tiết mục này. Con vừa bước ra, cô thấy rằng con là bà Trần Thị Dung và chúc mừng con. Một lần nữa xin được cảm ơn những tình cảm của ban giám khảo dành cho chương trình Sao Nối Ngôi với chủ đề âm vang lịch sử, cũng như là dành cho tiết mục dự thi vừa rồi của Huyền Trâm. Và ngay bây giờ là điểm số của ban giám khảo dành cho Huyền Trâm. Xin mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 10 điểm. Xin mời danh ca Thái Châu. 10 điểm. 2 điểm vừa rồi quý vị ơi. Và xin được giữ lại điểm số của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Còn bây giờ là điểm số của giám khảo tại trường quay dành cho Huyền Trâm. Thưa quý vị, điểm số của khán giả tại trường quay dành cho Huyền Trâm là 9,7. Xin được chúc mừng. Dòng tờ tươi thắm đào thân bằng dòng tơ nước thầm là tâm đau rút máu để điểm tô cho đời vui hồn người quê nữ đã quyết sống cho ân tình lấy có thương vui xây niềm tin người sanh ra phải đâu đợi chờ căn phòng cần kiên tâm đấu tranh dứt dằn mong đời vì hạnh phúc phải do tay người dựng gầy đừng mơ ước không thể đời trời cho. Tiểu thơ ơi, tiểu thơ tiểu thơ vô phủ với em đi. Trời ơi, em hái nó vô cho cầm nó ăn hả? Nó ăn nhiều quá, em làm một mình em không có sể. Tiểu thơ vô phủ với em nghe. Tiểu thơ, thiệt cái cô bé này thiệt là lý lắc à. Quỳnh Nga Quỳnh Nga. Dạ. Nữa, mày nữa. Nãy giờ tao gọi ai? Dạ, ông gọi tiểu thơ. Gọi tiểu thơ chứ phải gọi con đâu mà con ra. Dạ, nếu ông có gọi con thì con xin đi vô. Ai cho phép con vô mà con đi vô? Dạ, thì đại nhân nói là không có gọi con. Đại nhân nói là không có gọi con chứ đại nhân đâu có không cho con vô đâu mà con đi vô. Dạ. Giỡn hoài nha. Từ ngày tụi bay tự ý ra đây mở quán gấm lụa, giao thiệp với đủ thứ hạng người, cho nên quên hết lễ nghi rồi phải không con? Dạ. Hay quá. Mày đó. Dạ. Hồi sáng này mày ăn một bạc tay chưa tẩn hay sao mà còn dám dễ người? Con tao tần tảo sớm hôm là cũng tại nơi mày. Dạ đại nhân nói vậy là quan cho con quá. Con chỉ là người theo hầu bà cho tiểu thơ, chứ con nào có biết gì đâu. Con cái thời nay mới làm ra được có miếng ăn thì đã tưởng rằng không cần gì tới mẹ cha, nên việc sớm tầm tôi ghen cũng chẳng ân cần. Sương gió phong trần đâu sướng mà bay khoái. Dạ.
Giả hoài. Mày giả chi vậy? Mày đứng làm gì mà giả hoài vậy mày? Hả? Dạ thì đại nhân dạy phải thì con nghe. Nghe nữa. Tao phải cha mày đâu mày xưng con với tao. Dạ cháu. Cháu à? Tao đâu phải ông nội đâu mày xưng cháu với tao. Hồi nãy giờ tao nói cái gì vui lắm sao mà mày cười dữ vậy mày? Con đâu có cười đâu, bây giờ con khóc. Trời ơi. Khóc quá hả? Dạ. Hay quá. Mắc mới mày khóc, mày nói tao nghe không? Mắc mới mày khóc. Dạ thì đại nhân nó không có gọi con thì xin cho con đi vô đi, sao bác con đứng đây làm gì nữa? Mày vô phải đâu nha mày. Dạ. Tính đứng đây cho lúng đắng hay sao vậy? Dạ. Dạ nữa hả? Đi vô thu xếp đồ đạc đi vậy. Dạ. Đi dạ. Trời đất ơi, tôi ăn chay ăn lạc mà sao nó chọc cho tôi giận hoài vậy trời. Cha thưa cha, con nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nói là có cha đến, nên con xin ra mắt cha. Ủa, con làm gì ngoài vườn dâu vậy con? Dạ thưa cha, con hái lá dâu cho tầm ăn đó cha. Ý cha, con gái tôi dạo này giỏi quá ha. Dạo này chắc con nuôi tầm rành rẽ lắm phải không con? Dạ thưa cha, nuôi tầm phải chăm sóc kỹ như là nuôi con vậy đó cha. Nhiều khi sợ muỗi cắn, phải giăng mùng cho nó ngủ. Mà hễ nuôi là thương lắm cha ơi. Nhiều đêm con ngồi kéo kén, quay tơ dệt lụa, muỗi cắn hết sức mà con không dám đốt lửa lên để ung nữa đó. Sao vậy con? Dạ thưa cha, con sợ khói nó làm chết tầm hết làm sao cha. Rẫm rẫm vậy mà mấy con tầm nó có phước hơn tôi nữa. Ngủ sợ muỗi cắn, người giăng mùng cho nó ngủ, còn tôi thì bỏ mặc cái mũi đẹp chích chơi. Cha nói từ ngày con ra đây con sống cuộc sống vậy nè, con thấy cuộc đời có sung sướng lắm không con? Dạ thưa cha, con với Tiểu Loan ở đây phải thức khuya dậy sớm, hết ươm tơ rồi phải kéo kén, rồi quay tơ dệt lụa, công việc tối ngày không rảnh tay, làm sao mà sung sướng được cha. Vậy hả? Nhưng có cái là vui lắm cha ơi. Vui hả? Dạ. Vui lắm hả con? Dạ. Vì vui mà con quên cha quên mẹ, bỏ mặc cho cha mẹ buồn khổ, miễn con vui là được rồi phải không con? Dạ thưa cha, con trẻ có làm điều chi đâu mà cha mẹ phải buồn khổ. Trời đất ơi, con còn muốn làm sao thì cha mẹ mới không buồn khổ. Khi không á, rồi con khóc lóc hết ngày này qua ngày nọ, đến nỗi cha mẹ phải nhượng bộ cho con vượt khỏi khuê môn. Gian lao canh cửa với chăn tầm, tự mình lo việc mưu sinh, không có cần gì tới mẹ cha, làm tiểu thơ như người ta, một bước đi có kẻ hạ, người hầu trao chuốc bông ngọc tay ngà, còn con suốt ngày cần lao, đem thân phơi nắng làm héo dung nhan, cho tay chân chai sạn thô sành. Xin cúi lại thung đường, chớ buồn vì con thơ, sống phải tầm khó tầm thương, thích nghi hoàn cảnh khổ nghèo, mai sau già biết thế nào, con cũng tự hào mà an tâm. Cha mẹ nghĩ rau đây, khi con ngày đêm trao chuốc lược là tha thước dáng ngọc ngà, yêu mềm như ngón cỏ, giữa cuộc đời sương gió, cứ dập đầu sát đất chẳng dương lên, rồi người vùi dập dưới chân, hèn tuổi kiếp thừa sinh. Trong khi cha mẹ muốn cho con sung sướng thì con lại đi làm lụng cực khổ, cha mẹ rầy la thì con lại trù ẻo cho gia đình, mà mang tai mang tiếng là tại sao vậy con? Dạ thưa cha, con nói ví dụ vậy thôi chứ con có dám trù ẻo gì đâu cha. Chứ sao con mới là trù ẻo nữa? Tự nhiên cái con đường công thầu của cha đang rộng mở, cha đang quyết chí đi lên, thì con lại trù ẻo cho gia đình mình gặp tai biến, làm sao kỳ vậy? Dạ thưa cha, con thấy bước công hầu khanh tướng ví như là giọt nước đầu gành, thì có gì làm chắc đâu cha. Trời đất ơi, sao không chắc 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 chắc. Dễ sợ dữ lắm á. Đó. Quá. Hả? Biểu. Dạ. Biểu mày. Dạ. Mày nói hay mày hót vậy? Dạ con nói, mà tại con nói hơi bị lẹ. Lẹ quá con. Dạ. Nói lại cho ta nghe được không? Dạ, tao nói
cái mới có mấy tháng thôi à, mà có con một á hả, nó đục gần hết cái cây tích luôn. Trời ơi, có đục cũng đục vừa vừa phải phải, đục quá làm sao người ta chịu ra nổi hả. Trời ơi, mày tin tao giọng cái này vô họng không mày? Cái gì mày vô đó, vô phép vô tắc vậy? Thấy ta chứ tiểu thơ đang nói chuyện không? Ở đâu phóng vô nói cái gì mà sâu mọt đục phép ào ào là sao vậy? Mày giỡn mặt của tao, mày giặt. Trời ơi đại nhân. Trời ơi đại nhân, có sao không cha? Biết có sao không mà tao không thấy đường luôn. Đại nhân có... Giác hả mày? Dạ. Tại sao vậy? Dạ. Tại sao tao đánh mà mày dám té cho tao té vậy mày? Dạ con không né là con đầm mình đó. Trời đất ơi, nó còn dám thủ với tôi nữa mà giỡn mặt hả? Dạ. Mày đứng đây làm gì? Tại con tưởng nó đại nhân về rồi. Trời đất ơi, đuổi khéo tôi nữa hả? Dạ. Đi vô thu gọn đồ đạc đi về lẹ. Dạ, đi về lẹ. Con đó, con làm sao thì làm, cha chịu đựng con hết nổi rồi, đi về liền với cha ngay bây giờ. Cha, cha ơi, sao vậy cha? Bộ cha hết thương con rồi sao cha? Thương con hả? Thương con thì lúc nào cha là không thương con. Nhưng mà vì thương con, chiều con, cho nên ngày hôm nay con đã làm ra điều tác hệ như vậy. Bây giờ cha thương con, nhưng cha không chiều con nữa. Đi lề về liền với cha ngay bây giờ, lẹ lên. Cha ơi, về liền bây giờ. Rồi con Bỏ hết con. Về trang điểm lại dung nhan, chuẩn bị đón tiếp cha con quan tuần phủ. Không, con không đón tiếp ai hết đó cha. Nè, quan tuần phủ đó xin hỏi cưới con cho con trai của ổng rồi đó. Dạ, cha đã nhận lời. Thế đó, dĩ nhiên là cha phải nhận lời rồi. Cha, sao cha mẹ không hỏi ý con? Hỏi ý con chứ con từ chối hay sao? Cha mẹ biết con từ chối, vậy tại sao cha lại nhận lời? Sách có chữ rằng áo mặc sẽ qua khỏi đầu. Vậy còn lời ước hẹn với Trần Minh? Kể như quỷ bỏ con. Từ khi cha đuổi mẹ con nó ra khỏi huyện đường là coi như bỏ hết. Hay là con với Trần Minh đã nặng lời hẹn ước? Vâng thưa cha, ngoài lời hứa hẹn của cha mẹ đôi bên, con đã cùng Trần Minh thề trọn lòng chung thủy. Thì nay con trẻ đâu có thể nào mà thay thuyền đổi bến được cha. Bến đã lỡ, thuyền đã mục rồi con. Chịu khó thay đổi đi cho cha mẹ nhờ. Mà cha cũng biết con nhìn tương lai Trần Minh sao, mà con đành quỷ hoại hết tương lai của con vậy con? Dạ thưa cha, khi hai trẻ mới tượng hình, có biết tương lai là thế nào đâu, mà sao cha mẹ lại dám liều chỉ phút giao hôn? Nhân cái lúc trà dư tửu hậu, vui miệng hứa vậy, làm vậy, chứ nhân đâu phải vậy đâu. Cái đó là rượu hứa, rượu làm, chứ không phải cha làm. Bây giờ hai trẻ đã lớn khôn, không có ai xúi biểu hết, mà tự hai con quyết định, thì đâu có gì làm phiền lòng cha mẹ nữa đâu. Tại sao cha nói cái gì con cũng cãi cha hết vậy? Quỳnh Nga con, nghe lời cha mẹ đi con, về với cha đi. Trời ơi, con có tin tưởng, con có hy vọng về thằng Trần Minh hoài, rồi sau này con sẽ hoài công đó. Nghe lời cha, về làm vợ con quan tuần phủ, thì con cũng là phu nhân vậy. Không thưa cha, con không ham địa vị phu nhân đâu cha. Đâu phải vì con giữ trọn lòng chung thủy như Trần Minh là con muốn làm vợ của Trạng Nguyên đâu, mà là bởi vì con muốn giữ tròn đạo nghĩa, sống không thẹn với cỏ cây đó cha. Thôi, cái chuyện đó để nói sao. Bây giờ nói gì nói, nghe lời cha đi về với cha nha. Rồi, ưng hay không mà tính sao. Đi con. Thôi cha đi về trước đi. Không có về trước về sao, hai cha con về lượt. Bây giờ con đi không về cha đốt nhà. Cha. Tao đốt nhà. Cha. Tao đốt nhà. Trời. Tao đốt nhà. Ê, còn những cái gì phát chán vậy? Nàng là ai? Cầm đi. Ôi, trời đất ơi, nàng biết ta là ai không mà dám hỗn hào với ta như vậy? Lão huyện quan già phải không? Ôi, trời đất ơi trời, biết tôi là huyện quan mà còn kêu già này già đó nữa hả? Nè, nàng là con cái nhà ai mà hỗn hào quá vậy? Thật tình, nhà ngươi muốn biết lắm sao? Muốn biết lắm chứ. Ta muốn biết thật rõ ràng. Trước khi cho quân sĩ lôi đầu nàng về tận nha môn, cho nàng biết tay biết mặt, quan huyện già này đây đâu phải đám dễ người. Sợ e ta nói ra, nhà ngươi sẽ kinh hồn vỡ mộng, đầu xuống thật sâu mà tạ tội vẫn còn chung. Hổng à, nàng to gan thật, dám vào tận hang hùm mà dám vuốt râu. Dân khắp
cả quyển này gặp ta chẳng dám nhìn lên. Thì ra lão Nguyễn Quang đối với dân rất là tàn bạo, khiến cho tất cả dân đen cúi mặt chẳng dám nhìn lên. Đúng vậy, nàng đã biết ta là Nguyễn Quang sở tại đầy đủ uy quyền, tàn bạo cũng được. Bây giờ đứng yên một chỗ, nghe ta trả hỏi và trả lời tới từng câu hỏi của ta. Nàng... Chờ ta coi. Kêu đứng yên mà đi tới đi lui vậy hả? Nàng từ đâu đến? Kinh Đô. Hả? Kinh Đô? Kinh Đô ăn mặc kỳ vậy? Nàng là con cái nhà ai? Lão Nguyễn Quang, không được vô lễ, xúc phạm công nương. Hả? Công nương? Công nương đi đâu lang bang vậy công nương? Ai vậy? Ai dám nói đi là công nương? Lão! Có phải nhà ngươi vừa bảo đây là công nương không? Trời đất ơi! Khi dễ, không thèm trả lời gạt đầu con cái hả? Lão! Định rung cây nhát khỉ hả? Đối đầu tụi này đem nhốt hết mới được. Quân mây! Hồn kiếp! Yeah. Ta là giả lộ tướng quân, nhận mật chiếu của Thanh Hoàng nhằm theo hộ giá công nương đi! Trời đất ơi trời! Dạ Thanh Hoàng dạng tế, dạng dạng tế! Giả lộ tướng quân! Dạ! Hãy trao mật chiếu và gươm lệnh cho ta! Tướng quân hãy về đi! Tuân lệnh! Dạ chúc ngài thượng lộ bình an. Dạ chấm lại công nương, gạt lại công nương, mắt già ngờ ngợt không biết công nương giang lâm, xin công nương niệm tình tha thứ tội. Đứng lên đi. Dạ thôi để hạ quan quỳ cho trọn đạo. Ta cho phép, nhà ngươi cứ đứng lên. Dạ đội ơn công nương. Dạ sẵn tiện đây, xin phép được mời công nương ghé Nguyễn Đường dùng một bữa cơm chay. Nhà ngươi mà cũng biết ăn chay nữa à? Dạ thần nấu ai ăn ăn, thần ăn mặn. Nhà ngươi hãy về đi. Dạ cho ta mượn tạm nơi đây một lát được chăng? Để chẳng những một lát mà bốn lát cũng được. Vì đây là nhà của con gái của hạ quan. Sao? Con gái của nhà ngươi tên là Quỳnh Nga và cũng là vợ hiền của quan tân trạng Trần Minh đó. Trời ơi, Trần Minh đổ trạng. Trời ơi, chết rồi kỳ này, ông nội tôi cũng chết chứ đừng có. Tại sao tôi hỏi nhà ngươi không trả lời? Dạ sự thật là con gái của hạ quan là Quỳnh Nga với lại Trần Minh có biển hẹn non thề, thề non hẹn biển với hai đứa nó xuống biển. Dạ. Ta tới đây là ta đã biết rồi. Dạ. Hãy về đi. Dạ để hạ quan chờ con gái về chung một lượt. Lo cái mạng già của ngươi đi. Dạ nhưng mà muốn chết hay muốn sống? Dạ muốn chết. Cái tên đặt ở muốn sống. Dạ muốn sống. Dạ thần muốn sống. Dạ thần về liền. Trời ơi lộn cửa tử thôi trời ơi. Muốn sống. Thần muốn sống. Thần muốn sống. Thưa quý vị, ngày hôm nay phải nói rằng cảm xúc hết sức là khó tả khi chúng ta gặp lại nghệ sĩ Xuân Lan vẫn với Bích Vân công chúa của hàng mấy mươi năm qua. Vâng, rồi gặp lại nghệ sĩ Kiều Ma Lý cũng vẫn hết sức trẻ trung lý lách. Sự xuất hiện của nghệ sĩ Hồng Loan thể hiện nhân vật của người cô ruột của mình là nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga. Rất xúc động khi là cái lúc trước thì mình hát với chị Nga, rồi bây giờ lại diễn tới cái đời con luôn nữa, thì không biết nói gì hơn, quá là hạnh phúc. Xuân Lan rất là xúc động và không ngờ là sau 40 năm vở tuồng mà mình đã được từng hát với chị Nga mà giờ này Xuân Lan còn được đứng đây để mà hỗ trợ với Hà Linh, rất là hạnh phúc. Và cũng mong là sẽ được sự đón nhận của mọi người. Chứ còn Xuân Lan đã không còn làm nghề nữa thì không biết hôm nay mình hát làm sao.
Chúc mừng con đã tạo ra một cái cuộc hội ngộ như thế này, ngồi xem mà rất là xúc động. Thì cô chắc là khán giả cũng thế. Và rõ ràng là thấy cô Kiều Mai Lý và cô Xuân Lan. Và quý vị tuy nói rằng Xuân Lan nói rằng là không có đi hát thường nữa, nhưng mà vẫn rất là bén. Cái lần này thì cô lại càng vui hơn nữa, là thấy con ca mấy cái bài Bắc rồi mấy cái bài nhỏ rồi kia rất là hay. Hôm nay đó là ca mẫu Tầm Tử, rồi ca Đảo Ngũ Cung nữa, trời nghe ghê quá. Tới cái tập này đó là thấy con là cũng là kép cái lương được rồi đó. Cô chúc mừng con, chúc mừng cho Thanh Nga. Chị ba nói là tôi cũng nói tiếp lời chị ba là tôi rất xúc động với đại gia đình Thanh Nga. Ở đây là một cái vai diễn mà nó không quá khó đâu Hà Linh. Dạ. Và tôi thấy hơi gấp. Dạ. Có gì đó hơi gấp gáp. Dạ. Hơi vội vàng ở trong cách diễn. Dạ. Nó không dắt người xem đi với một cái tính cách của một cái nhân vật như thế. Bằng tiết tấu. Tiết tấu không phải là nhanh. Tiết tấu không phải là nhanh chậm. Tiết tấu là tình cảm của nhân vật đặt trong một hoàn cảnh quy định. Thế thì bạn hơi bị gấp. Chắc các em không có hát cái này thường đúng không? Dạ. Em hài nhiều, em đóng kịch nhiều, em hài nhiều. Và cũng đã từng đóng với tôi rất là nhiều. Dạ. Do đó tôi biết sở trường của em là cái gì. Và cái giai này là cũng giai sở trường của em đây. Dạ. Cho chỉ có ca là làm em bối rối thôi. Hay ra em đẩy tiết tấu đi nhanh quá. Một chút xíu về nghề để nói nhanh như thế. Nhưng chúc mừng em. Dạ, xin cảm ơn anh. Đúng như chị Vệ Tuyết nói là hôm nay là Linh hát là giống như là người lái xe lên nào đi lên đó có trật tự rồi. Không có lung tung như lúc trước nữa. So với mấy cái bản đầu á. Khá lắm, khá như thế thì khá rồi. Nhưng mà nói khi mà mình diễn về cải lương đó, có những cái câu mà thâm thúy lắm, chậm rãi một chút xíu là người ta sẽ nhớ tới cái vai của mình. Cảm ơn Hạnh. Xin cảm ơn. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm của nghệ sĩ nhân dân Tiến sĩ Bạch Tuyết. Mời! Tiếp theo sẽ là số điểm của danh ca Thái Châu. 9,75. Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Việt Anh chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hà Linh. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hà Linh là 9,6. Chúc mừng bạn. Xóm làng giờ đây sơ xác điêu tàn, bà con bỏ làng bỏ xứ đi hết rồi. Trời đêm nay sao lặng lẽ quá, gió ơi sao không về đây ru tre xào xạc như mấy ngàn năm qua, ru em điệu nhạc như mẹ hiền ru con, tre xanh tre nở nụ cười, đã bao năm tre bán đất giữ làng mà vì sao sầu đừng lặng bên sông, người cùng tre nhớ tình ruột thịt, người đau lòng tre cùng xót xa. Máy chém chúng nó đã lê mái chém khắp quê hương mình, biết bao nhiêu người đã bị chúng chặt đầu, giờ tới lượt hàng năm. Đừng giật lại đi năm ơi, năm ơi cô đâu rồi, năm ơi cô đâu rồi, năm ơi.
Trời ơi bảo tớ trúc xuống nơi đây, con tôi mắt đỏ tuôn đầy, theo lúc mình xác nó thả trôi sông. Năm Năm ơi, trước lúc ra đi thằng Năm hy sinh, mà máu hận dân trang giặc dữ kéo về, biết liệu sao đây. Ôi tóc tan trùm phố tre làng, Năm hy sinh rồi chắc con sớm sẽ tiêu tan. Đây thôn xóm sẽ tiêu tan. Không, không, dân xứ Gò Tre không bao giờ khuất phục. Một người cả xuống đã có trăm vạn người đứng lên, cũng như tre đàn đây luôn trừng trữ trước bão tố. Tre làng ơi, sao tôi thấy lòng quất nghẹn như ngàn mũi dao đâm thấu tim, cho rớm máu đào đào xót nghẹn ngào. Lòng già càng thêm tê tái, cho nỗi bi ai dò xe cao tràn. Nhìn quê hương đang đổ nát điêu tàn, trong tim hồng sục sôi lòng quyết hận. Mảnh đất này có 4.000 năm lịch sử, luôn
hãnh diện với truyền thống chống ngoại xâm. Kẻ thù kia đang ngày đêm xâm lấn. Con rất là may mắn. May mắn thứ nhất là con ghi tên để mà có mặt trong cái chương trình Sao Nối Ngôi. Cái may mắn thứ hai đó là có đạo diễn Hữu Quốc. Cô muốn nói với con rằng hãy biết ơn tất cả những cái gì mà con nhận được, cùng với lại cái tình yêu nồng nhiệt của con dành cho nghệ thuật cải lương. Và để đáp đền ơn của ba mẹ con, cô rất hy vọng rằng sau này, sau cái Sao Nối Ngôi, con sẽ là một diễn viên nổi tiếng và được khán giả yêu mến, và con ở lại với nghề này được lâu. Chúc mừng con. Hèn chi có bàn tay của đạo diễn Hữu Quốc cho nên là bữa nay nó bớt ồn ào ấy chứ. Quá là hay. Đúng là một cái vai diễn đó mà đọc diễn như thế này rất là khó. Không làm cho người ta bị lơ đãng hoặc là nhàm chán hoặc là nguy hiểm cái chỗ nào. Hôm nay con diễn cái vai này và làm đúng như cái ý của đạo diễn Hữu Quốc, rất là tuyệt vời. Chú rất là ngạc nhiên luôn. Chú thấy con trưởng thành thêm nữa. Yeah. Và chú cảm thấy là hài lòng. Dạ, yeah, cảm ơn chú. Tôi thấy cái vở này dàn dựng rất là hay, rất là tốt. Dùng những cái cây tre để mà làm cái bối cảnh, để làm đền cho diễn viên. Tôi trước đây cũng có xem một hai cái em đã biểu diễn thì tôi thấy là em có nghề đó. Thì tôi thấy cái kịch bản này hôm nay nó rất hay. Mà Hoàng Hải diễn thì cũng tốt. Tôi có lời khen em, chúc mừng em. Xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Mời. Xin được mời danh ca Thái Châu. Mời đẹp. Và chúng tôi xin được giữ lại điểm số của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Còn bây giờ là thời gian dành cho khán giả tại trường quay bình chọn cho Hoàng Hải. Thưa quý vị, điểm số của khán giả tại trường quay dành cho Hoàng Hải là 9,7 điểm. Chúc mừng! Nguyện gieo rắc điêu tàn, lòng một lòng báo đáp quân ơn, dùng gió câu đấu nài giang quy. À, bến Bình Thang toản đà dừng bước, phía xa xa phấp phới ngọn đại kỳ. Chắc các quan đang bằng luận việc ở bên trong. Để ta vào trong cùng các quan luận sự. Dừng lại. Quay giang hầu à? Kìa, quay giang hầu. Hả? Tại sao người lại đến nơi này? Xin người hãy về cho. Vì bệ hạ và các quan đại thần đang luận bàn việc quốc gia. Luận bàn việc quốc gia? Phải. Quay giang hầu. Hây. Quay giang hầu, luật quan triều nghiêm minh, nếu người còn tự ý xông vào thì sẽ phạm vào tội khi quân. À, ta biết rằng luật quan triều nghiêm ngặt, nhưng luật quan triều chỉ để trừng trị những kẻ mai quốc cầu dinh. Luật nào cấm ta bảo vệ sơn ta, mình định nước non nhà. Lòng yêu nước thiết tha, lẽ nào có tội hay sao? Không thể được. Nếu để Hoài Dương Hầu vào thì tôi sẽ phạm vào tội tru di. Vậy thì đừng trách ta sanh sự. Hoài Dương Hầu.
Thả ta ra, bỏ ta xuống, ta không muốn làm hại các người đâu. Thả ta xuống. Bệ hạ. Dạ, bệ hạ. Bệ hạ cho làm. Giảng giảng tôi. Kẻ nào, kẻ nào gây náo động, giảm giống giống đại châu. Kẻ nào? Dạ, có thần là Trần Quốc Toản xin ra mắt bệ hạ. Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản à? Dạ. Hay cho Quốc Toản, giỏi cho Quốc Toản, giảm giống giống làm náo loạn bên Bình Thang, còn đánh ngã Thanh Dực quân, tội này không thể nào tha thứ được. Âu bệ hạ, xin người hãy ban chiếu lệnh trừng trị kẻ tội đồ. Bệ hạ, quân hoa, để ta hỏi cho rõ đuôi đầu. Dạ. Yeah. Này Hoài Văn Hầu, tại sao em lại đến nơi này, còn vô cớ đánh ngã quân Thanh Dực? Dạ, môn tâu bệ hạ, thần chỉ muốn vào đây để cùng bệ hạ và các quan luận sự. Vậy mà quân Thanh Dực một mực chẳng cho vào. Sao? Luận bàn quốc sự à? Dạ phải. Lấy thước đo biết trời rộng bằng vuông, cốc mấy thuở mà đòi chạy nhanh hơn ngựa, chặt tràn như sông tràn thác đổ, tài cán bao nhiêu mà bàn chuyện quốc gia. Dạ, môn tâu. Chẳng hay năm nay em được bao nhiêu tuổi? Năm nay thần 15 tuổi. 15 tuổi. 15 tuổi mà đòi bàn việc nước rồi sao? Dạ, tâu bệ hạ. Khi đất nước quân nguy gây cảnh tóc tan muôn người ta thang, bất luận già trẻ gái trai cũng dùng lên mà trong lũ tham tàn. Khi chúng đã tràn sang với mưu đồ cướp nước, hồn dân tộc, thì có lẽ nào ta đành bất lấp tại ngươi. Môn tâu bệ hạ, tuy hầu nhỏ tuổi nhưng ý chí quả cương, yêu giống nòi bảo vệ non sông, đem tao thứ bồi hồi tìm cách chống xâm lăng, nên từ Kinh Đô đến Bình Thang để diện kêu thắng quân. Ta thương em có tấm lòng yêu nước, nhưng đây là chuyện quốc gia, nào phải trò đùa. Dạ. Thôi, em hãy về đi, vì trời đã xế chiều. Này các quan. Dạ. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục luận bàn việc nước. Xin tuân lệnh. Không, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Xế ra, về đi. Bệ hạ, bệ hạ. Hoài Văn Hầu, bệ hạ. Non nước cần anh dũng, đâu này chi tử sanh, cối giang sinh trên thánh quang cho điều binh xuất quân, chiếc quân nguyên đem thanh bình cho người dân ấm no. Lời thi ta khiến ta mừng vui, dạ. Thì nước non đang cần anh tài,
thương dân trong già bồi hồi, nhưng nghe lời khuyên mau hay về nhà mẹ trong bề hạ ơi, quốc loạn mới rõ tôi trung gia bần trí người ta tháng chẳng lẽ ngờ tài mắt ngó sao đành khi chiếu lệnh vô quyền dưới gạt mượn đường dây xéo quê hương máu tràn như thác đổ giờ phải xa chồng tình mẫu tớ biệt ly. Này quay giang hồ. Dạ. Việc sang hà đã có ta lo. Em còn nhỏ, hãy lo tròn chữ hiếu. Nhưng Quân. Dạ. Đây, ta ban cho em một món quà để tưởng thưởng tâm lòng yêu nước. Bệ hạ, còn không mau quỳ xuống mà đền ơn Vũ Lộ. Quỳ xuống đi, đội ơn bệ hạ. Cam ngọt lắm, về nhà mà ăn hết quả cam đi nha. Không, ta không phải là trẻ con. Toàn đang nó nung lòng thù hận, toàn bóp nát quả cam này và bóp đầu giật thác. Toàn muốn xé phanh thay bọn ngoại bang xâm lấn, toàn muốn đạp nát đầu lỗ quân quyền. Ta chém phanh thay giáp chiến bào, ta bắt quân giặc phải ngàn đời đền tội. Giây phút này đây lòng ta như ngọn lửa đốt lũ xâm lăng khát máu hung tàn. Giây phút phương kỳ lòng toán càng sục sôi, tim toán đập mạnh như trống đồng vụt già. Đất nước còn không còn ta cũng được, đất nước không còn ta có cũng như không. Thank you.
trong khu gian trên việt phương cướp nước. Hồn nước Nam sáng như tim rồng mãnh lòng phục thù. Thân ta là Nam Nhi chí cao kiêu hùng giữa non sông mình. Cùng nhau giết thù đem ấm no Thái An muôn nhà. Được cảm ơn nghệ sĩ Chí Linh, nghệ sĩ Minh Hòa, Trọng Hiếu và vũ đoàn Chuông Gió đã hỗ trợ tiết mục dự thi của thí sinh Hoàng Hải. Dạ, được biết rằng Hoàng Hải đã xem nghệ sĩ Chí Linh như một người cha nuôi. Vậy thì không biết từ cơ duyên nào mà có mối quan hệ cha con trong nghề như thế này ạ? Thì đã từ lâu rồi. Thì giữa Chí Linh và Hoàng Hải cũng có được một số kịch bản để mà tham gia, có cơ hội để mà cộng tác cùng nhau. Thì qua một cái thời gian cũng khá dài, nó có một cái sự nảy nở tình cảm. Có một sự nảy nở tình cảm. Rồi qua đó, đó Hoàng Hải muốn nhận Chí Linh và Vân Hà làm cha mẹ nuôi. Và để hỗ trợ Hải ở trên một cái bước đường làm nghệ thuật. Chính vì vậy cho nên mới có cái sự có mặt của Chí Linh của ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Hôm nay đó con ca rất hay. Cảm ơn cô. Mặc dù là múa dữ dội nhưng mà cái cách sắp xếp nó rất là thông minh, kép cải lương là phải ca hay. Thì hôm nay vô sàn C rất là xuất sắc. Và vô cô dụng cổ cũng đủ hơi và luyến lái một số những cái chữ nghe rất được. Chính cái thế hệ của con là làm sáng danh, làm rạng ngời hơn nữa nghệ thuật cải lương dân tộc. Cảm ơn con và cảm ơn cái ekip dàn dựng đã làm cho cái lương ngày càng sáng, đẹp và càng giá trị. Với cái chủ đề hôm nay chắp cánh và chắc là con được cha nuôi hỗ trợ, phải không? Hôm nay là diễn máu lửa lắm ha nha. Ca cũng rất là tốt, hát đàng hoàng tử tế, đâu đó rõ ràng, hơi hám cũng là đẹp hơn. Đây là một vai là khán giả sẽ nhớ con đấy. Chúc mừng con. Hai bạn phải cảm ơn tất cả những người chung quanh bạn. Dạ. Những người múa rồi cha nuôi đã vân vân đã hỗ trợ bạn rất nhiều. Trong Quốc Toản ở đây tôi thấy bạn ca hay, cái tiết tấu của cái chính đoạn này làm người ta không có bỏ mắt đi chỗ khác được. Và hồi hộp sợ cái gì đó nó trục trặc uổng lắm. Nó gây một cái hưng phấn cho người xem. Xin cảm ơn em. Xin được mời số điểm của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Mời. Còn bây giờ sẽ là số điểm của danh ca Thái Châu. Mời. Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Việt Anh chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải là 9,6. Chúc mừng bạn. Ủa, Tái Chợ nổi cái răng hả cha? Trời ơi, Tái Chợ nổi Vĩnh Hưng Bạc Liêu á con à. Ủa, sao sớm giờ cha không kêu con vậy? Kêu con làm chi? Để con nhìn chợ nổi. Đó, giờ nhìn thấy chưa? Thấy rồi, tại vì hôm đó nè mình mỗi lần xuống ghe về qua điểm mới hả là chưa trời chưa chập rồi đâu có thấy chợ nổi buổi sáng sớm gì đâu. Trời ơi, nghe kìa. Giờ thấy chưa? Thấy chưa? Vui quá trời. Nắng lên những dáng dòng sông con sóng êm đềm. Hãy nhanh tay chèo chợ nổi đang chờ lời ra.
làm đi. Vậy chị, chị cầm xuồng sáng vô em phóng xuống em mua trái cây cho em. Trời trời, cái xuồng nó khổng rồi, cô phóng xuống nữa nó chìm rồi sao? Thấy vậy chứ có bốn mấy ký à? Chị bị thủng. Rồi đó coi, rồi rồi đó. Phóng xuống từ từ thôi à nghe. Cẩn thận đó. Ây da. Trời ơi. Chị, vừa nhiêu chục chị? 50. 50. Bán em trái chị. Ôi, nhỏ này. Mới sáng sớm mà nha. Mà cái chợ này á bán sỉ, không có bán lẻ nghe em. Nói nghe nè, em nghệ sĩ mà, bán cho em đi. Nè, hôm hát còn chưa chùi mặt xong nữa nè, thấy không? Nghệ sĩ hả? Nghệ sĩ. Đâu đâu, đứng lên coi, đứng đứng. Nghệ sĩ? Ủa cái tướng uống đu gì mà nghệ sĩ chỗ nào? Chị, bán gì vậy chị? Chị bán chôm chôm đó em. Trời ơi, xích lên, em coi coi. Trời quá trời chôm chôm, thấy em coi. Chôm chôm vừa ngon ngọt lắm đó nha. Trời đất ơi, chôm chôm đẹp quá trời ha. Ờ đúng rồi. Ôi lẹ đẹp, đẹp màu đẹp. Xịt thuốc chắc luôn. Trời ơi. Trời ơi. Không có, em giỡn. Trời ơi, nghệ sĩ mà, em mới nói chơi lắm. Ôi. Phải nghệ không? Sĩ. Phải là nghệ sĩ thiệt phải không? Phải nghệ sĩ không? Không có tin, không tin nghệ sĩ đâu. Nghệ sĩ hát đầu chánh luôn. Vậy? Không tin. Dạ. Hả? Nhạc, viên kỳ ngộ cho con. Ừ. Trời ơi, có liền. Ngước nhìn phía xa xa, dường cây xanh bóng mát, miền Tây nước hồ cây lành, ai đến đây rời xa không ngờ. Trên sông này xuồng mái dọc ngang, giờ nổi sông sao tiếng cười hớn hở, dầm nhau tay bắt mắt mừng, thăm hỏi nhau bao điều tình nghĩa. Trên cánh đồng lúa chín bao la, hạt gạo thơm ngon đem đến khắp mọi miền. Ôi miền Tây sông nước quê mình, luôn đượm tình hạt lúa củ khoai, nuôi dân mình no ấm bấy lâu nay. Nhanh nhanh gánh hạt lúa về, như đem đi quạt hướng tới tương lai. Thấy chưa? Thấy chưa? Em ca sáng sớm tự cố rất dậy luôn, sáng mà. Dạ, cũng được câu giọng cổ luôn. Được phải không? Em làm một câu giọng cổ luôn. Mặc dù đứt dây vẫn chơi luôn.
Xin được cảm ơn nhạc sĩ Phạm Đăng Giao, đó là thân phụ của thí sinh Huyền Trâm. Dạ em ngày xưa hát, hát hè, hát bao vòng ngoài gì đó. Rồi xong cái sau này hát không được nữa cái xuống đờn. Xuống đờn lâu chưa em? Dạ đờn lâu. Xuống mấy chục năm thì từ giờ ấy tới giờ. Em đi hát được lâu chưa? Em hát hồi, nếu nói hát luôn là em đóng từ hồi lúc 4 tuổi, đóng đầu con. Lúc nãy thì Quế Trân có xem một số hình ảnh lúc nhỏ của em rất là dễ thương. Lớn lên em trổ mã nhiều hơn. Vâng, xin được cảm ơn thân phụ của Huyền Trâm đã hỗ trợ cho bạn ấy. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Trân với chào con. Bộ sợ cha bỏ sao dặn. Rất là cảm ơn con cái tiết mục vừa rồi. Rất dễ thương, rất sinh động. Và tạo cho ban giám khảo cũng giống như là bà con có một không khí rất là tuyệt vời của miền Tây Nam Bộ chờ nổi. Cảm ơn con. Dạ, cảm ơn con. Bây giờ trước khi tôi nói tâm thần nhỏ bé này xin chào, thể hình không có mấy gì khiêm tốn. Giống trẻ ơi là trẻ và đầy nội lực, phải công nhận như thế này. Con cho chú thưởng thức và quý vị khán giả ở đây, ban giám khảo ở đây thưởng thức một cái tiết mục rất là hồn nhiên, tự nhiên, thoải mái mà không thiếu tâm tình quê hương. Nghĩa là hồn nhiên vô cùng, với tại là ba ra đứt gì đờn, thành ra ổng cũng lúng túng, thấy không? Con tính đâu xong rồi. Xong rồi là không hát nữa hả? Mà không. Con đầy bản lĩnh con hát tiếp. Dạ, con đi luôn. Mà đó khi mà cái hình ảnh hồi nãy cha con đứng kế con là chú thấy số 10 rồi. Chú nói con cái này nè, trong mắt chú á, con là một người nữ nghệ sĩ hài, ca cải lương tốt, diễn xuất tự nhiên, con diễn vui tươi hồn nhiên, ở con có tâm hồn lạc quan, yêu nghề. Chú rất yêu thích tiết mục của con, chú chúc mừng con và mong con cứ như thế mà phát triển. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Xin được mời số điểm của nghệ sĩ tiến sĩ Bạch Tuyết. 9775. Số điểm của danh ca Thái Châu. Bình tĩnh lại em, khóa kết quét, bình tĩnh lại. Nghe nè. Dạ. Con hoan dậu mừng nha. Dạ. Con hoan mừng, ở đây còn vị giám khảo thứ ba nữa nha. Cô Bạch Tuyết cho con điểm rồi. Dạ. Cô Thái Châu con cho con điểm tối đa đúng không? Dạ. Chú sẽ không nghĩ như vậy. Chú khuyến khích con, nhưng cái tự nhiên của con giống như cô Tuyết nói. Dạ. Nhưng mà con hợp với chú cho con giấu nha, 10 điểm. Em ơi, trời ơi, mấy cái đứa này nói bao nhiêu lần cứ quậy phá. Đưa đây coi, phá suốt ngày. Đây nè, của anh nè. Ai cho gặp người lạ đi vô trong nhanh. Khoan, thì ra các em là người anh ơi. Anh hiểu rồi, các em đừng có sợ. Anh nói nghe nè, ngày xưa anh cũng giống như các em vậy đó. Sao?
Anh nói thiệt. Rất là khôn khéo chọn bài hát này. Đây cũng là một cái ước mơ của cha mẹ Lập. Muốn con mình luôn luôn giữ vững cái ước mơ, giữ vững cái ngọn lửa nghề. Đây là một tiết mục rất là có ý nghĩa và tôi cũng có lời khen các em nhỏ hát hay lắm và diễn xuất một cách rất là hồn nhiên. Một lần nữa cảm ơn tiết mục. Triệu Lộc đã có một cái giọng ca thật là ngọt ngào, giọng đẹp, một cái giọng rất là đẹp. Bạn chọn một cái bài hát hết sức là dễ thương, nó trong sáng. Nhưng mà nó cũng hết sức là mạnh mẽ. Tôi nhìn thấy được cái sự lung linh ở trong bạn, cũng như là trong từng ca từ và trong các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ rất là đáng yêu. Một cái tiết mục tôi cảm thấy rằng là nó quá trọn vẹn. Tôi rất là thích. Cảm ơn Triệu Lộc rất nhiều. Khi chúng ta xem và chúng ta nghe bạn hát với lại sự biểu diễn của các bạn trẻ vừa rồi, bạn đã cho chúng tôi một cái thông điệp về cuộc sống rất là sáng trong, rất là thiêng liêng, và giúp cho chúng ta có một cái giấc mơ đẹp trong cái đời sống bộn bề này. Và tôi nghĩ rằng bạn là cái người nối gót cha mẹ, bạn đã hiểu được cốt lõi của nghệ thuật là gì, và chúng tôi tin rằng thế hệ của các bạn sẽ tạo ra được những cái tác phẩm rất là có giá trị. Cảm ơn bạn. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. Còn bây giờ sẽ là số điểm của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Mời! Số điểm của nghệ sĩ Thanh Thủy chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Triệu Lộc. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Triệu Lộc là 9,6. Chúc mừng bạn. Ơi, anh hát tôi ngồi tôi coi mà tôi muốn rụng nụ luôn á. Bởi vậy bây giờ anh vũ đoàn này phải về hát bên cái nhà hàng tôi, hát làm sao mà cái kiểu như là cho khách của tôi là nghe xong là rụng răng luôn. Anh đó anh mới nhớ. Nhớ gì? Hồi bữa em hát bạn em nó nghe vợ đau bụng quá trời luôn á. Ủa sao vậy? Anh nói nó rụng rúng. Trời ơi hay quá. Tôi được sự giới thiệu của là ông Phát chủ ở đây nè. Chủ em á? Ừ, giới thiệu cậu cho tôi. Dạ. Đó, bởi vậy là nay mai về hát cho tôi nha. À vậy hả? Ừ. Mà anh tên gì để em tiện giới thiệu anh? Xưng hô quá. Ngắn gọn lắm. Dạ. Ba Hòn. Ê, tôi thứ ba tên Hòn, người ta gọi là Ba Hòn. Rồi nha, quyết định nha không? Dạ dạ. Mấy đứa qua luôn nha. Dạ em. Em uống với anh một ly đi. Dạ. Nãy giờ em uống nhiều rồi, em xin phép. Em ông chủ. Cái gì vậy? Ông chủ, ông làm gì vậy? Ông chủ. Ông làm cái gì vậy? Ông chủ kia em đến làm công việc. Không nói gì hết. Vậy em, đến giờ này không cần phải giấu nữa. Mày muốn biết cái gì? Để tôi nói cho mày biết. Một thằng đầu đường xó chợ tự dưng có nhiều show, được hát phòng trà nổi tiếng vậy. Mày nghĩ mày hát hay lắm hả? Mày có biết mày hát dở lắm không? Nhưng nếu không nhờ con bồ của mày nó ngủ với tao thì mày nghĩ mày sống ngày hôm nay à? Tôi biết mà tôi hát không hay. Tôi có show là tôi nhờ ông. Tôi cảm ơn ông. Ây da! Tôi xin ông đó, ông tha cho anh ấy đi, tôi xin ông đó. Rồi rồi. Nè, em nghĩ nó có đủ lương để nuôi em hả? Thậm chí là bảo vệ em hả? Ngoan, theo anh, em sẽ được hưởng phúc. Còn không,
thì biến. Nghe chưa? Anh Linh, đứng dậy đi anh. Anh có sao không anh Linh? Tại sao em làm như vậy vậy Diễm? Em về anh. Anh không cần. Anh cần. Anh không cần. Nhưng gia đình anh cần. Mẹ anh cần tiền để trị bệnh. Em gái anh cần tiền để đi học. Em không cha không mẹ, anh đã lo lắng và cưu mang cho em. Anh còn nhớ anh ước mơ gì không? Anh ước mơ là hằng đêm anh được đứng trên sân khấu để hát. Anh ước mơ anh nghe tiếng vỗ tay của hàng ngàn khán giả. Anh ước mơ là anh có tiền lo cho mẹ, lo cho em gái và lo cho tụi mình. Anh có nhớ không anh Linh? Quên em đi. Quên em đi. Diễm. Người nói đi như tim người nghi, làm nghề sướng ca tôi mang tội gì, quả là có chăng tôi mang tội đời, làm cho nhân thế say mê. Trời ơi! Xem mà thấy quặn lòng lắm. Ở đây nó có một cái câu nói của cái người bồ, của cái chàng ca sĩ đó. Tuy cái sự thật nó tàn nhẫn, nhưng mà đôi khi trong đời, khi mà muốn đạt được những cái ước mơ chính đáng của đời mình, người ta cũng phải đi qua những cánh đồng lầy lội. Và cảm ơn cái thông điệp của em, rất dễ thương và rất có ý nghĩa. Là một cái thông điệp tốt để cho những người đang làm nghề đừng có nản chí bất cứ một cái tình huống nào. Và cái tiểu phẩm này bạn diễn của em diễn rất là hay, nhờ bạn diễn dữ lắm đó nha. Chứ còn em hát giống khi ăn ớt cũng chết luôn à. Thì đó, đây là cái tấm lòng của con. Con dàn dựng một cái tiết mục như thế này để cho bạn đồng nghiệp thấy đừng có nản lòng với cái nghề nghiệp mình đã quyết tâm, mình chọn lựa. Dù muốn dù không, mình cứ sống chết với nghề đi. Bạn làm đúng cái chủ đề. Trong đây tôi thấy là bạn có cảm xúc. Giá như Linh đừng có thể hiện bên ngoài, mà đau từ bên trong khi thấy bồ mình hy sinh cho mình vậy, và đau từ bên trong và mình thấy mình bất lực. Mình là đàn ông mà mình là bất lực, có nghĩa là mình tưởng tượng từ bên trong thì tất yếu nó sẽ toát ra bên ngoài, thì nó sâu hơn, thì nó sẽ hay hơn. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với số điểm. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Số điểm của danh ca Thái Châu. 9,5. Số điểm của nghệ sĩ Minh Nhí chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho nghệ sĩ Tùng Linh. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Tùng Linh là 9,4. Chúc mừng bạn. Dễ sợ, dễ sợ, chiều sợ với lắm, chiều sợ dễ sợ. Dễ sợ đi. Trời ơi. Dễ sợ 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 ơi. Mọi người ơi. Cái gì? Gì? Ăn mặc sang trọng, tóc uống đẹp, ban nhạc nước ngoài. Trời ơi.
phải ban nhạc Việt Nam. Ủa ban nhạc Việt Nam hả? Ủa đó, đây bận đồ sang quá, hộp chiếu tùm lum, tưởng ban nhạc nước ngoài. Ban nhạc Việt Nam phải không? Ca sĩ phải không? Tên gì? Dạ, ban nhạc Trọc Liễu. Trọc Liễu. Ôi mọi người ơi, vừa bị trọc mà còn bị liễu nữa sao hát? Ban nhạc, dạ ban nhạc Triệu Lộc. Bà con ơi, bà con ơi, ban nhạc này mà hát rồi đó nha, mỗi một người trả 1 triệu. Dạ không phải, không phải, hát miễn phí. Hát đi anh, hát đi anh, hát đi anh, hát đi anh, hát đi, để mà miễn phí phải không? Dạ. Vậy thì sao mà sống? Tiền đâu mà sống? Ờ đúng rồi, đúng rồi. Ngon hát gì đam mê. Nè, mày đừng có nói với gì á là mày về xin má mày tiền để mua cái bộ đồ này nha. Phải không? Thì đó, bởi vì ta nói từ vòng 1 tới vòng này á lỗ không. Tiếp theo là vòng là gì con? Lội ngược dòng. Có biết lội không? Dạ. Chết chắc. Dì không tin á, để con hát cho dì nghe. Thôi thôi thôi, đừng có hát, đừng có hát. Ở đây dân người ta cũng lo buôn thì, bán đi chỗ khác lắm. Đi chỗ khác không? Mà, không ôi bà ơi, về đây bán thịt. Để tao bán. Trời ơi. Về đây bán thịt. Trời ơi. Đời ta, oh mê ly đời sống với cây đàn, tinh tinh tang dạo phim rồi cà phê, chiều em nhìn phía xa mây vàng, giúp lòng ta dạo khúc ca với đàn, một chiều mưa ta hát vang mưa rơi, rồi cùng ta mưa đắm cho tươi đời, một ngày nắng ta hát vang nắng tươi, đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui, gió xuân đã về cùng tiếng hát tiếng cười, thấp thắm một người ngoài đám lúc kết lời, thấy có tiếng cười là gió xuân đến mời người ơi đàn đi, oh mê ly. Giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phất hồng, có tiếng hát trong từ đám lũ lướt về, thoáng có tiếng nàng và thoáng có tiếng cười đàn ta hòa vang. Oh mê ly, mê ly, oh mê ly, khúc ca triền miên. Oh mê ly, đời sống với yêu đời, trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh, nhìn bao lá đồng lúa xa xa mờ, đàn hoa theo tựa sóng xô bên bờ. Đường về thôn em bé vui câu ca, dùng hồn thơ tha thiết yêu quê nhà, đàn cùng ta gieo khúc ca chơi vơi, nhạc còn vang nhịp nhàng đưa ngàn nơi. Một chiều mưa ta hát vang mưa rơi, rồi cùng ta mưa đắm cho tươi đời, một ngày nắng ta hát vang nắng tươi, đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui, gió xuân đã về cùng tiếng hát tiếng cười, thấp thoáng bóng người ngoài đám lúa kết lời, thấy có tiếng cười là gió xuân đến mời người ơi đàn đi. Oh mê ly, mê ly, oh mê ly, mê ly đời ta. Đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phất hồng, có tiếng hát trong từ đám lũ lướt về, thoáng có tiếng nàng và thoáng có tiếng cười đàn ta hòa vang. Oh mê ly tớ duyên, oh mê ly,
Ô mê ly đời sống bao duyên tình, trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh, nhìn bao lá đồng lúa xa xa mờ, đàn hoa vang tựa sóng xô đến bờ. Đường về thôn em bé vui cao ca, dục hồn thơ tha thiết yêu quê nhà, đàn cùng ta gieo khúc ca trời vơi, nhạc còn vang nhịp nhàng đưa ngàn nơi, nhạc còn vang nhịp nhàng đưa ngàn nơi, nhạc còn vang nhịp nhàng đưa ngàn nơi. Thật là vui nhộn đúng không ạ? Và điều đặc biệt đó chính là hiện diện trên sân khấu này ba mẹ của Triệu Lộc ạ. Vâng, bên cạnh đó thì quý vị còn biết không, còn có rất nhiều các bạn bè của Triệu Lộc trong nhạc viện nữa. Đây là một cái phiên bản Omelie, một cái bài kinh điển mà thường thường nữ là hát bài này nhiều, thành công, mà nam thì rất là hiếm. Hôm nay nghe là chú được thấy Triệu Lộc hát một cái bài Omelie như thế này, rõ từng chữ. Đây là một cái ưu điểm, tại vì cái bài này lời nó nhanh, không khéo lẹo lưỡi đó. Mà con là ưu điểm hát cái bài này rất hay. Một lần nữa chúc mừng gia đình con, chúc mừng con nè. Ba con có cái giọng trầm hết biết luôn á. Xuống chú rề đồ rên luôn á. Quá là đẹp. Một lần nữa chúc mừng tiết mục của con. Trước nhất là tôi nói là tuyệt vời. Bạn đã có một cái sự dàn dựng rất là mới mẻ. Và cho tôi thấy một cái điều này nè, cái nào mà chúng ta làm mà đi được vào trái tim của khán giả thì cái điều đó chúng ta đã làm nghệ thuật thành công. Cảm ơn con. Lần đầu tiên tôi thấy Omelie mà được dàn dựng công phu từng chi tiết một, nó gần gũi tới người xem. Cái bài hát đó đi vào lòng người ta và cái cuộc sống của con người rất chi tiết, từng con gà miếng thịt, từng cái vỏ xe, từng con người sống động trong đây. Bạn làm cho tôi xem được sức sống của các bài hát. Xin cảm ơn tất cả những người đã góp phần tạo nên tiết mục này. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm của danh ca Thái Châu. Mời nghệ sĩ nhân dân Tiến sĩ Bình Tuyết. Số điểm của nghệ sĩ Việt Anh chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Triệu Lộc. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Triệu Lộc là 9,6. Chúc mừng bạn. Màu cuộc sống lung linh, mảng đen mảng trắng hóa thành bức tranh màu nâu, màu tim mắt em vàng xanh đồng lúa quê mình Việt Nam. Hình như cậu đang tìm kiếm điều gì phải không? Tôi đang tìm gì tôi cũng không biết. Tôi là một ca sĩ. Tôi cứ đang loay hoay trên con đường âm nhạc của mình.
cha tôi cũng là một nghệ sĩ. Ông đã dạy tôi rằng con là một ca sĩ, hát dòng nhạc nào không quan trọng, nhưng nếu muốn tiếng hát ấy ở lại trong lòng của khán giả thì tiếng hát ấy phải vẽ lên được sắc màu của cuộc sống. Và ông ấy còn bảo rằng con muốn biết sắc màu cuộc sống như thế nào thì hãy tìm đến người nhạc sĩ nơi cuối phố. Người ấy tên là Hà Chương. Ồ, là tôi sao? Là ông. Mà hình như đôi mắt của ông... tôi xin lỗi. Có gì đâu cậu. Đôi mắt của tôi không nhìn thấy đường từ nhỏ. Mà thôi, chuyện của tôi cũng dài dòng lắm. Bữa nào rồi tôi kể cho cậu nghe sau nha. Nhưng ông không nhìn thấy thì làm sao ông có thể thấy được sắc màu của cuộc sống? Cũng có nhiều người nghĩ giống như cậu vậy đó. Mà thật ra thì tôi nhìn thấy nhiều hơn cậu tưởng. Mà thôi, cậu có thể cho tôi biết thế sắc màu trong âm nhạc của cậu là gì được không? Sắc màu trong âm nhạc của tôi là thân phận con người, là niềm vui, nỗi buồn, là hạnh phúc, lẫn khổ đau. Những điều cậu vừa nói, tôi thấy tất cả. Có điều tôi không nhìn bằng đôi mắt. Tôi lắng nghe cuộc sống xung quanh. Và tôi nhìn từ đây nè. Từ đây. Từ trái tim của người nghệ sĩ. Trái tim của người nghệ sĩ? Cậu ngạc nhiên lắm sao? Cậu có muốn nhìn cùng tôi không? Tôi đã xong. Mặt bán hình dòng
đêm thâu, một vầng sáng trôi loa, một đêm nhớ nhớ gian nan. Một đêm trong đêm thơ, một vầng sáng trôi loa, một đêm nhớ nhớ xa ta vô anh Hà Chương thân mến, anh có thể nói rằng là anh đã trình diễn được bao nhiêu nhạc cụ và cách học nhạc cụ của anh như thế nào ạ? Chương có thể chơi được khoảng thành thạo và biểu diễn được khoảng 10 loại nhạc cụ. Wow. 10 loại nhạc cụ thưa quý vị. Cũng đi diễn nhiều nơi trên thế giới và Việt Nam. Chương học tại Nhạc viện Hà Nội và tốt nghiệp thủ khoa. Wow. Hôm nay Hà Chương cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui khi có mặt ở đây để mà cùng Triệu Lộc trình diễn cho quý vị xem một tiết mục. Và đây là một dịp rất là đặc biệt, và Hà Chương hy vọng rằng sự có mặt của Hà Chương trong chương trình này sẽ làm cho chương trình thêm màu sắc, và Lộc sẽ tự tin hơn và quý vị sẽ yêu mến Lộc nhiều hơn. Ngày hôm nay thì sự Triệu Lộc rất là xúc động và rất là vui vì được biểu diễn cùng với anh Hà Chương. Và những giây phút vừa rồi trên sân khấu thì thật sự chị Lộc không nghĩ rằng là mình đang dự thi, mà chị Lộc chỉ đắm chìm và mình thật sự thăng hoa trong những cái không gian âm nhạc vừa rồi cùng với anh Hà Chương. Nhưng đây thì chị Lộc cũng xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo một cái cơ hội để cho chị Lộc được mời anh Hà Chương đến đây để bày tỏ những cái tình cảm cũng như là bày tỏ những cái sự ngưỡng mộ của mình dành cho anh, một người nhạc sĩ, một người ca sĩ rất là tài hoa mà chị Lộc rất là mến mộ. Một lần nữa cảm ơn anh, một tràng pháo tay thưa quý vị. Hôm nay riêng cái tiết mục này tôi thấy là quá là tuyệt vời đối với tôi. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy và xem cái tài của Hà Chương. Phải nói rằng là sự kết hợp cái bài hát này giữa Hà Chương và Triệu Lộc rất là đẹp, rất là tình cảm, thâm thúy. Và phải nói là cái tiết mục này hôm nay thăng hoa thì Triệu Lộc cũng phải cảm ơn Hà Chương. Hà Chương từ cái thoại và đồng thời cái hát rất là hòa quyện với nhau. Chúc mừng Triệu Lộc và hân hạnh một lần nữa gửi lời chúc sức khỏe Hà Chương nha. Tôi cũng không có cảm tưởng mình là giám khảo để mà quan sát một cái người hát để sau đó cho điểm. Và tôi thấy mình rất là hạnh phúc khi mà mình thưởng thức được một cái tiết mục hết sức là nghệ thuật và cũng đầy đặn một cái tấm lòng. Cái giỏi của các bạn đó, tức là các bạn đã kết hợp được cái kỹ thuật phương Tây với lại cái âm điệu Việt Nam. Nó làm cho cả hai hòa quyện với nhau. Nó nâng cái âm điệu Việt Nam lên
vừa vào lòng người, cực kỳ sang trọng. Cảm ơn Lộc và cảm ơn Hà Chương. Tôi cũng muốn nói với bạn Hà Chương, đời nào giờ có ai nói với bạn câu này không? Bây giờ tôi sẽ nói nha, bạn rất đẹp trai. Cảm ơn hai bạn. Phải nói là hồi nãy giờ Thoại Mỹ được đắm chìm trong bài hát Sắc Màu của Triệu Lộc. Một tiết mục rất là đậm tình nghệ sĩ và thấy được cái niềm đam mê của người nghệ sĩ và nhạc sĩ nữa. Thoại Mỹ cảm ơn Triệu Lộc và anh Hà Chương đã đem đến một tiết mục rất là tuyệt vời. Cảm ơn Triệu Lộc rất nhiều đã đem cho mọi người một tiết mục rất là hay. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Danh ca Thái Châu. Mơ! Giám khảo Bạch Tuyết. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Triệu Lộc. Xin mời. Thưa quý vị và các bạn thân mến, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Triệu Lộc là 9,7. Chúc mừng bạn. Quá chán nản cuộc đời, bực bội. Rồi làm cái gì ngồi ở đây? Làm cái gì? Dạ em xét vé ở đây. Rồi trong đó đông chưa? Dạ trừ hàng đầu ra còn lại trống hết á. Vô xóm có ghế xóm dành vô chạy lát người ta vô người ta ngồi hết. Thiệt không? Thiệt. Ở đây vé nè. Dạ. Dạ cảm ơn. Gì vậy anh? Cái thẻ sinh viên trường đó. À trời, hàng gì em nhìn thấy quen quá. Anh thấy cái phòng đó không anh? Thấy. Dạ cầm đi. Mua vé xong vô anh ha. Dạ giữ mất. Chứ để anh Hồng bảo vệ không cho vô trường tội lắm. Dạ đi đặt nghe. Không, cái này là thẻ sinh viên trường sân khấu đó. Dạ cái này quý lắm. Hồi đó em cũng có, em làm mất tới giờ đâu vô được, không vô ké được. Ủa hồi xưa ông học ở trong trường đúng không hả? Ờ đúng rồi. Học thầy nào? Dạ em học thầy Giàu. Trời ơi tôi học thầy Giàu luôn nè. Ủa không học thầy Giàu hả? Lớp trên em hả? Trên em K14. K17 lận. Ừ. Ý mà sao thấy cái mặt anh quen quen ta? Quen gì? Không, cái mặt ụt ụt này quen lắm. Không có, không có thế gì nha, không có nợ gì hết nha. Mẹ anh là em rất thần tượng. Gì vậy? Anh là con của nghệ sĩ. Được anh. Không, kỳ sĩ nổi tiếng lắm. Vô đi cưng. Anh cho sinh viên trường. Trời ơi, sinh viên trường là anh cho vô đi. À, khoan đã. Quê, mấy đứa. Quê. Gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sinh viên trường. Khoa nào? Anh hứa với em khi chúng mình nên duyên nên nợ thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Hay không? Cái luôn anh biết rồi, vô đi cưng. Vô anh. Hay lắm. Còn này. Khoa gì? Khoa gì? Nó đang là tâm thần phân liệt hả? Cái gì vậy? Cái này là em đang làm gì hả? Em diễn xuất cái hình thể. Ở đây, đây. Nhìn em anh biết là năm nhất phải không cưng? Dạ đúng rồi. Còn non quá, thôi vô đi. Ủa? Khoa gì đấy bà nói? Này khoa. Khoa gì? Khoa sản. Khoa. Hả? Ủa trường mình có mở khoa sản hả? Bà điên hả bà? Trong trường làm gì có cái khoa sản? Tôi làm ở bệnh viện phụ sản. Hả? Bệnh viện phụ sản sao mà chị đứng ngoài đây làm sao? Thì tôi đi coi kịch, gia đình tôi ở trỏng, tôi đợi lâu quá ra mua nước mua bánh nè. Rồi vô đi chị. Xin ra mua nước chị. Mà anh quên. Dữ quá dữ. Rồi được rồi, chúng ta đừng nói nữa. Xét vé tội nghiệp quá. Thôi thôi, chắc chuyện của anh. Anh biết ai không? Không. Con của má Thanh Nga. Má Thanh Nga. Cháu chú Sáu Bảo Quốc. Em của anh Hữu Châu. Trời ơi. Gia đình gốc gác mạnh bà cố luôn. Trời. Xét vé. Chết rồi anh Nam ơi. Gia đình ảnh mạnh như vậy đó mà ảnh đi xét vé. Rồi vậy là em biết cuộc đời em đi về đâu luôn rồi đó. Cho đám nó đưa vô luôn. Gì vậy? Sinh viên trường. Phải không? Sinh viên trường luôn. Thẻ sinh viên. Thẻ. Ba ơi ba đưa thẻ giữ xe cũng vô luôn. Trời quỷ này thiệt tình đó. Trời ơi. Đông về mà lát anh Sang bán được vé anh Sang chửi tôi chết luôn trời ơi. Anh sao chưa mở màn đó anh? Giờ này sao má Kim Ngọc với anh Quốc Hòa chưa tới nữa mày? Trời ơi, mới nay mở màn mà bây giờ không tới rồi, giờ sao? Anh gọi thử chưa? Trời ơi, làm cái gì mà kỳ cục vậy? Tôi đợi nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi mà sao không chịu diễn? Chị thông cảm chút xíu đi, tại mấy nhóm hài bữa nay lễ á, chạy hơi trễ tí xíu. Thông cảm cái gì mà thông cảm? Tôi tới đây không phải là để coi mấy nhóm hài diễn. Đây sân khấu hài mà chị. Chứ bà tới đây bà coi ai diễn? Tôi coi anh diễn đó. Diễn nhanh đi. Anh có khán giả ruột kia vậy? Anh diễn đi. Thôi làm sao diễn, nhóm hài tuổi 50 là phải nguyên một nhóm. Cái này có mình anh sao anh diễn? Em nè tin em một lần đi, em diễn được. Thà anh trả vé cho còn em lên. Ôi em biết mà, chứ không lẽ giờ em làm xấu mặt anh cho em cơ hội đi. Em tự tin không? Dạ tự tin chứ anh. Em diễn được không? Em diễn được mà.
Vậy thì ok, diễn. Dạ. Trời, hay quá mấy đứa ơi, có diễn á, ra coi kìa mấy đứa ơi. Xích lộ ê. Ê, xích lộ. Đi không? Đi không, đi không? Đi, đi, đi. Đi không? Đi. Hả? Đi, 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 đi. Hả? Đây, đây, đây. Hả? Ủa, 1 giờ mai vậy trời? Ủa anh? Giờ mai vậy? Hả? Đi, đi, đi. Rồi hiểu luôn hả trời ơi. Sáng sớm cuốn xe đầu tiên hả, gặp giặc hùng hả trời. Hả? Ê, điếc hả? Bị điếc hả? Không dám ăn. Ăn gì? Cháu quyết. Trời ơi. Anh có bị thúi không? Thúi, thúi, thúi. Thôi mà, ăn nó mập lắm. Ăn gì mập? Ăn chuối. Trời ơi. Nói à, nói à, nói. Lỗ tai, không nghe, không nghe. Không nghe. À, tôi bị lãng tai. Đúng rồi. Lãng tai từ nhỏ. Sao vậy? Má tôi mới vừa sanh tôi ra, tôi khóc quá trời luôn. Ừ. Bà dỗ hoài tôi không có nín được. Sao không nín vậy? Điếc có nghe gì đâu mà nín. Trời ơi. Rồi bây giờ sao nói chuyện? Bây giờ nói chuyện với tôi á. Ừ. Tôi phải đứng xa, anh nói tôi mới nghe. Ồ, điếc mà điếc xì tin hả? Ừ. Ra ngoài, ra ngoài. Đi đâu? Từ Dũng. Trời ơi. Đi. Nhiêu? 5.000. 5.000. Ừ. Chơi mày luôn. Trời ơi, gan quá. Đi mà không trả giá nữa, lên. Rồi, xích lâu chạy nha. Kiếm cái gì vậy? Kiếm gì vậy? Kiếm cái nút mở máy lạnh. Trời ơi. Trời ơi. Xích lô mà làm như là lé xịt gì có máy lạnh nữa không? Ông vô duyên quá. Dạ. Xích lô tao phải sáng tạo ra, anh mua cục đá dài nè. Để trước cái mâm này nè. Cho gió thổi nó bạc bạc lên nó lạnh đã không? Nó trời. Trời ơi. Dễ chịu. Chắc tôi chết quá. Anh đi thăm vợ đẻ hả? Cảm ơn. Cảm ơn vậy? 60 mấy tuổi mà mày khen tao trẻ. Trời đất ơi. Anh á, đi thăm vợ đẻ. Đẻ, đẻ. Ừ. Dạ. Lát rồi kiếm chỗ nào ghé cho mua. Mua vậy? Thuốc sức ghẻ. Trời ơi. Nè, vợ ông nội á, tóc dài, có bầu, đẻ, em bé. Tội nghiệp ghê á. Nghiệp vậy? Vừa đạp xích lô mà vừa giữ trẻ. Trời ơi. Xuống xe. Xuống. Ra xa. Anh đi thăm vợ đẻ. Đúng rồi. Liêu lên. Trời ơi, hết ghê vậy. Hả? À, ông nói sao? Anh nói sao? Ông lúi. Ai còn nghe? Tao nói cái gì không? Tao bỏ tay với mày luôn rồi. Hả? À, nói vậy đâu nghe đỡ nè. Mày nói cái gì? Trời ơi. Quỷ. Đó là quỷ luôn rồi. Anh nói sao? Ây da. Leo xe đi không bị mưa. Mà đi chiếc xe này xuống nó mưa trời. Xói trẻ. Không có xịt keo mà thành xịt keo luôn má ơi. Trời ơi. Ở tới rồi. Vậy. Xuống xe. Tới chưa? Tới rồi. Tới xong nói. Thắng lại rồi đó. Thắng là nói lại coi. Thắng lại phải không? À. Thắng lại nè. Đó. Đó. Giật gì không xích lô không? Rồi rồi xuống. Rồi. Đi tiền, đi tiền. Hả? Đưa tiền. Hả? Đưa tiền. À trời ơi. Vậy bận công chuyện đi liền. Ơi, đứng lại. Ra xa. Ra xa. Đưa tiền. Nhiêu? 5.000. 5.000. Ừ. 5.000 cho mày luôn. 5.000 là 10.000. Trời ơi, 10.000 á. Ra xa. Vì sao hoài vậy? Thằng này nói chuyện nó mệt quá, nó đổ mồ hôi luôn à. Hả? À. Sao nói 5.000 á là 5.000 cứng là 50.000 á cha. Trời đất ơi. Vậy nghe cái hết muốn điếc rồi trời. 50 đây ba. Ừ. Rồi xong mày đi đi. Nói nghe nè. Vậy trả tôi 10.000 đồng lại. Vậy. Điếc mà khôn vậy hả? Tao đưa mày 10.000 đâu. Nó đưa cái bạc nào đâu. Đưa 10.000 đồng trời. Chưa phải thì sao nha. Giúp tôi đi. Có 50.000 bạc nè. 10.000 đâu. Ôi trời ơi. Ôi. Đứng lại. Đứng lại. Chết mày chưa. Cho mày chưa. Gieo gió gặp bão. Được rồi. Cưng diễn viên lắm nha.
chị thích cưng đó. Dạ cảm ơn chị. Anh Sang ơi, em được tặng bông mà anh Sang. Chúc mừng em. Dạ, nhưng mà bó bông này nè, em nghĩ cái người xứng đáng hơn á phải là anh. Thì vì ngày xưa nếu không có anh thì sẽ không có em ngày hôm nay, đúng không anh? Anh cầm nha. Xin được chân thành cảm ơn nghệ sĩ Phước Sang cùng tất cả các diễn viên đã hỗ trợ cho phần thi của nghệ sĩ Hà Linh. Thưa nghệ sĩ Phước Sang, đã khá lâu rồi Nguyên Vũ không thấy anh xuất hiện bất cứ một chương trình nào cả. Và ngày hôm nay, lý do như thế nào anh lại đến đây để cùng hỗ trợ hết mình cho nghệ sĩ Hà Linh như vậy ạ? Thật mà sự mà nói thì rất là xúc động. Bởi vì cái ngay từ ngày đầu, cách đây cũng phải gần 20 năm rồi, khi em cứu cù ra trường đó, mặc dù em có điểm tựa rất bệ phóng rất là nhiều, mà em xin vô sân khấu hài 135 Hai Bà Trưng, em chỉ nói đơn giản là cho em học hỏi. Em là không quản ngại, nói chung là làm bất cứ việc gì ở sân khấu hài, từ bán vé, từ hậu đài, từ cu ly, từ em đã truyền lửa cho Sang, để Sang có một cái nghị lực để mà vươn lên trong những cái biến cố của cuộc đời. Cho chị ôm em cái. Cố lên, nhanh nha. Hôm nay là nhờ cây sao nối ngôi mùa thứ ba, anh mới gặp lại Phước Sang. Đây là một người nghệ sĩ mà có cái khối óc cũng rất là tài ba. Anh là khiêm nhường thôi đó, nhưng mà trong cái vở này, cái người ấn tượng nội công của vở này là Phước Sang đối với tôi. Cô có thể nói với Hà Linh rằng con người ta có từng đoạn một trong cuộc đời. Mình đi trong đời này một chút nắng, một chút mưa, và một chút bão giông, một chút bình yên. Ngày hôm nay trong cái chương trình Sao Nối Ngôi, chắc có lẽ con nhận ra cái tình đời và tình người và tình đồng nghiệp, cũng như là sự thiêng liêng cao cả của nghệ thuật đã làm đẹp cho con trên sân khấu, cũng như làm đẹp cho đồng nghiệp con với con ở ngoài đời. Mà thật sự chúng ta sống trong đời này, chúng ta cần cái tình và chúng ta cần có nhau. Cảm ơn tụi con. Phước Sang và các bạn đây đã tạo cho con có một cái nét nổi bật, đúng như cái ý tưởng của con sắp xếp trong cái câu chuyện này, để nói lên cái tình cảm giữa đồng nghiệp với nhau, nâng đỡ với nhau đủ mọi hoàn cảnh. Đây là một cái ý tưởng rất là tốt. Cảm ơn tiết mục của con rất nhiều. Đúng cái câu chuyện này là có thật, thưa quý vị khán giả, là cô lúc đó chấp nhận học hỏi. Ban ngày thì học hỏi, ban đêm thì có bữa thì xót vé, có bữa thì làm hậu đài để em kiếm tiền. Và hôm nay thật sự tôi rất là xúc động, nhưng mà tôi lại sợ, em sợ bị rớt nước mắt thì người ta nói là cứ lên là ban giám khảo cái ngồi khóc, cho nên em ráng em kiềm chế. Nhưng thật sự xúc động là nhìn thấy Phước Sang đã đến đây với Hà Linh và đã tạo nên một tiết mục làm sống lại cái tình người. Và anh hy vọng là từ cái đà này cho đến hết cái con đường Sao Nối Ngôi mùa này, em phải làm sao em xứng đáng với lại mẹ của em, cô Thanh Nga. Mình lạc quan lên, mình yêu đời lên, phấn đấu và hy vọng sau chương trình này khán giả sẽ yêu thương em nhiều hơn. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 10. Và số điểm của danh ca Thái Châu xin được mời. 10. Chúng ta sẽ biết được số điểm của nghệ sĩ Minh Nhí ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời gian bình chọn dành cho 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay. Số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hà Linh là 9,8. Chúc mừng bạn.